Kính chào quý vị đang theo dõi kênh Sức Khỏe Cổ Xưa. Thưa quý vị, trong cuộc sống của mỗi người, chúng ta luôn luôn mở cửa, cổng nhà, cổng trường, cổng đơn vị, cánh cửa hôn nhân, cánh cửa may mắn. Khi mở bất kỳ cánh cửa nào, điều đó có nghĩa là chúng ta đi được xa hơn và khám phá thêm nhiều điều mới mẻ. Tuy nhiên, bạn đã bao giờ tự hỏi, nếu bản thân cứ tiếp tục mở cửa mà không đóng, thì cuộc sống sẽ như thế nào? Điều này giống như là một ngôi nhà mà tất cả các cánh cửa đều được mở ra. Mặc dù căn nhà khá thoáng đãng, nhưng khi có dông bão, căn nhà lại trở nên nhỏ bé, yếu ớt, không thể chống lại mưa gió được. Vì vậy, khi bước sang tuổi 60, chúng ta nên học cách đóng cửa để khẳng định bản lĩnh làm người, để nhốt lại quá khứ, từ đó toàn tâm toàn ý là chính mình. Cùng lắng nghe và suy ngẫm quý vị nhé. Bốn cánh cửa trong ngôi nhà cuộc đời, dù tài giỏi đến đâu bạn cũng phải đóng lại khi bước sang tuổi 60. Đóng cửa quá khứ, mở cửa tương lai, hít hơi thật sâu, bắt đầu chương mới. Thứ nhất, đóng cửa trái tim và học cách ở một mình. Khi còn trẻ, chúng ta mở cửa trái tim để đón nhận tình yêu đẹp đẽ, cảm nhận những thanh âm nhộn nhịp của cuộc sống và cả sự xô bồ của xã hội hiện đại. Thế nhưng khi bước qua tuổi lục tuần, cả sức khỏe, thể chất và tinh thần không còn đảm bảo để ta có thể đắm chìm vào những cuộc chơi như thời còn thanh xuân. Ông Hải đã 74 tuổi, quá vợ hơn 15 nay. Dù đã ở tuổi 70 cổ lai hy, nhưng ông vẫn muốn đi bước nữa. Các con của ông rùa đã dùng mọi cách để ngăn cản, nhưng ông nhất quyết không nghe ông nói. Ngày trước ấy tôi cưới mẹ các anh các chị, tôi không được ngồi xe qua. Đám cưới lúc ấy chỉ là một tiệc trà, ngày nay đã khá giả rồi, chả nhẽ các anh các chị lại tiếc với tôi sao? Thuyết phục bố không được, các con của ông Hải đành đồng ý để bố đi thêm bước nữa. Tuy nhiên mọi người lại thêm một phen đau đầu bởi những đề nghị của bố. Ông Hải yêu cầu là trong ngày cưới phải được ngồi xe qua Môi Trần, đi một vòng quanh thành phố. Trong tiệc cưới, con cháu phải có mặt đầy đủ, kể cả bạn bè đồng nghiệp của các con. Đầu tháng 3, đám cưới giữa cô dâu Ngũ Tuần và chú rể ngoài 70 tuổi được tiến hành tại một nhà hàng trong thành phố. Nghi lễ được tổ chức như ý nguyện của chú rể. Một chiếc xe hoa trắng Môi Trần đã đưa cô dâu chú rể đi khắp nơi trong thành phố. Khách đến dự cưới rất đông, chủ yếu là vì tò mò. Trong lễ cưới, anh Hòa con trai ông Hải phải là người tuyên bố cưới vợ cho cha. 2 tháng sau ngày cưới, ông Hải một lần nữa khiến các con phải khó xử khi quyết định kiếm một đứa con nuôi, vì cả hai đều không còn khả năng sinh con. Mọi rắc rối bắt đầu từ đây, khi bà vợ kém ông đến 20 tuổi, một mực đòi ông viết di chúc để lại toàn bộ tài sản, nhà cửa cho bà và đứa con nuôi. Bà đưa ra lý do là các con của ông đã trưởng thành, ai cũng ổn định kinh tế lại khá giả, trong khi đó con nuôi của ông bà còn nhỏ, ông lại đã lớn tuổi. Nhỡ may có chuyện gì thì mẹ con bà chẳng có gì trong tay. Từ đó nảy sinh mâu thuẫn giữa các con ruột với mẹ kế và bố, khiến ông Hải vô cùng mệt mỏi. Thêm nữa, việc chăm con nhỏ ở cái tuổi 70 cổ lai hy khiến ông quay cuồng, sức khỏe suy giảm, mà không lâm thị vợ ông lại chì chiết là ông lười biếng không chịu chăm con. Lúc này ông Hải mới thấy hối hận vì quyết định đi bước nữa của mình. Quý vị thân mến, bước qua tuổi 60, ai ai cũng khao khát một cuộc sống bình yên để tận hưởng quãng thời gian cuối đời cho chính bản thân mình. Do đó, hãy đóng cửa trái tim và tận hưởng cuộc sống của riêng mình. Nếu may mắn còn bạn đời ở bên cạnh thì hãy cùng nhau an hưởng tuổi già. Còn nếu chỉ còn một mình thì hãy học cách ở một mình. Ở một mình giúp con người biết cách tự trò chuyện với chính bản thân mình,
tốt hơn sống thanh thản nhẹ nhàng hơn. Thứ hai, đóng cửa nhà và từ chối tiếp những người dư thừa. Quả thật trong cuộc sống, chúng ta sẽ gặp rất nhiều loại người. Có người tốt và cũng có người xấu. Có người hữu ích với ta nhưng cũng có người dư thừa. Do đó ta phải biết chọn bạn mà chơi, chọn nơi mà học, chứ đừng mù quáng chạy theo xu hướng kết bạn bốn phương, để rồi bản thân đi lạc lúc nào không hay. Bên cạnh đó, vì có quá nhiều bạn nên chúng ta sẽ bị cuốn theo những cuộc chơi và những mối quan hệ phức tạp, dẫn đến cuộc sống ngày càng mệt mỏi. Ông Hoàng sau khi nghỉ hưu cảm thấy buồn chán. Lương hưu hàng tháng của ông là 5 triệu đồng và ông còn có 2 căn nhà cho thuê, nên không phải lo lắng về kinh tế. Sức khỏe của ông cũng rất tốt. Vì ông Hoàng không có gì phải lo lắng sau khi nghỉ hưu, nên ông thường tổ chức các bữa tiệc tại nhà để hội ngộ những người bạn cũ. Đầu tiên là những bữa tiệc trà đơn giản, lâu dần chuyển sang các bữa tiệc nhậu rượu chè. Hơn nữa, nhóm bạn của ông còn chọn nơi đắt tiền và sang trọng để đặt tiệc, và mỗi lần tham dự, ông phải trả ít nhất là vài trăm, đến cả tiền triệu cho phần của mình. Cứ thế tuổi hưu của ông là những ngày tụ tập, không ở nhà mình thì ở nhà bạn, không ở quán ăn thì ở quán cà phê, tham gia nhiều hội đoàn. Không chỉ phát sinh thói quen la cà quán xá, mà còn khiến cho ông Hoàng gặp vấn đề về sức khỏe. Sau khi uống quá nhiều rượu, bây giờ ông không chỉ suy giảm sức khỏe, mà gia đình cũng không còn hòa thuận, vì ông luôn phàn nàn, cáu gắt trước những lời can ngăn của vợ con. Quả thật, trong cuộc sống chúng ta sẽ gặp rất nhiều loại người, có người tốt và cũng có người xấu, có người hữu ích với ta, nhưng cũng có những người dư thừa. Do đó chúng ta phải biết chọn bạn mà chơi, chọn nơi mà học, chứ đừng mù quáng chạy theo xu hướng kết bạn bốn phương, để rồi bản thân đi lạc lúc nào không hay. Bên cạnh đó, vì có quá nhiều bạn nên chúng ta sẽ bị cuốn theo những cuộc chơi và những mối quan hệ phức tạp, dẫn đến cuộc sống ngày càng mệt mỏi. Chính vì thế, 60 tuổi vô dục vô cầu, hãy đóng cửa nhà và toàn tâm toàn ý bên cạnh những người thân của mình, yêu thương gia đình, từ chối tiếp người dư thừa, bởi gia đình là nơi neo đậu bình yên nhất trong cuộc đời của mỗi con người. Thứ ba, đóng cửa nơi làm việc và trở thành người về hưu. Đến tuổi 60 là đã đến tuổi nghỉ hưu. Nếu bạn không sẵn sàng rời khỏi nơi làm việc, bạn sẽ bị coi là đang cố ôm cái ghế và bị đồng nghiệp trẻ phán xét, thậm chí là không được coi trọng. Bạn phải nhớ rằng trẻ trọng dụng và đào thải, tre già thì măng mọc. Đó là quy luật tự nhiên của chốn công sở rồi. Nhiều lần tự nhủ quan nhất thời dân vạn đại, vậy mà ngày về hưu, ông Tâm vẫn không tránh khỏi cảm giác hụt hẫng, chông chênh ý nghĩ mình là giỏ tranh, làm cho ông rơi vào trạng thái trầm cảm. Khuya ông ngồi uống trà một mình, nhìn ra mảnh sân nhỏ nhưng ánh mắt cứ xa thăm thẳm. Vợ ông khẽ khàng ra, ngồi bên cạnh và lặng lẽ châm nước vào ấm trà cho ông. Đây là lần đầu tiên ông thủ thỉ với vợ giữa khuya như thế này. Bao nhiêu thăng trầm ở chốn quan trường, ông tâm sự với bà hết. Bà lắng nghe lâu lâu lại kêu lên: "Ông nghĩ gì mà nhiều vậy? Dẫm lên cỏ cỏ còn đau, huống gì đạp lên đầu nhau để dương lên thì tệ quá." Rồi bà an ủi ông, nói ông về với vợ con là mừng rồi. Hãy vui sống với gia đình, đừng nghĩ đông nghĩ tây cho mệt, tre già măng mọc hơi đâu. Đang bực ông nói, thì đã đành măng mọc nhưng nó không mọc thẳng, mà lại mọc xiên đâm ngang hông tôi, khiến tôi khó chịu. Ông Tâm kể trong bữa tiệc, sếp mới diễn hay lắm, nó ôm qua tới rưng rưng nói anh nghỉ hưu sớm vậy, em vẫn chưa cứng cáp mà. Bà biết không, nó nói câu đó với chất giọng cảm động lắm, còn gương mặt thì ảm đạm vô cùng. Mấy em nhân viên xô vào cùng ly chúc mừng nó.
mắt nó hắt lên tia sáng mãn nguyện, nhưng tay thì khoác lia lịa nói: phải biết ém cái vui trong lòng để khi khác buông ra, còn bữa nay phải buồn. Nói xong nó và đám nhân viên xị mặt xuống liền. Giả tạo quá. Bà dịu giọng nói: thôi kệ ông ơi, đời đá lăn quay thì chạy ngay về nhà. Đã có tôi, có các con các cháu, ông có một thân một mình đâu mà sợ. Mười mấy năm làm sếp lớn, giờ về hưu ông tâm không thể quen ngay được. Cứ dăm ngày ông lại đến cơ quan, bởi ông thích nghe những câu chào, thích nhìn những cái cúi đầu khép nép của đám nhân viên, thích cảm giác được chỉ đạo người này người kia. Nhưng ông đâu biết rằng việc ông về hưu mà dẫn đến cơ quan khiến anh em không thoải mái, thậm chí là khó chịu. Thứ tư, đóng cửa tranh chấp không kết giao với tranh luận, tranh cãi. Không những không giải quyết được vấn đề gì mà chỉ càng làm cho đôi bên thêm xa cách mà thôi. Có những mối quan hệ ta buộc phải chấp nhận sự khác biệt trong suy nghĩ và quan điểm của đôi bên. Nếu như chuyện gì cũng so đo xem ai đúng ai sai thì mối quan hệ đó rốt cuộc cũng sẽ chẳng đi đến đâu. Một nhà văn đã đem cuộc hôn nhân 6 năm của mình với người vợ thủy chung viết thành một cuốn sách. Trong cuốn sách ấy, ông viết cả những lúc ngọt ngào và những lúc xích mích. Câu chuyện tình yêu của hai người đã trở thành hình mẫu lý tưởng được các cặp đôi hiện đại ca ngợi và học theo. Ngày thường ông rất thích đọc sách, vì thế đa phần mọi việc lớn nhỏ trong nhà đều đến tay vợ ông. Khi vợ bị bệnh, dù ông đã tận tình chăm sóc nhưng người vợ vẫn hay cằn nhằn với ông. Ông không chấp nhặt vợ, trái lại trong lòng còn cảm thấy vui. Ông biết tuy bà hay nói những lời khó nghe nhưng thực ra là bà rất thương ông. Hai người cũng đã từng vì một chuyện nhỏ mà nảy sinh mâu thuẫn. Khi ấy do quá tức giận mà ông đã đánh rơi ấm nước nóng xuống đất. Hành động đó khiến cho vợ ông sợ hãi mà bật khóc. Ông biết nếu như tiếp tục cãi nhau sẽ gây ra những rạn nứt tình cảm vợ chồng, vì thế ông đã chủ động đến giảng hòa với vợ. Ông nắm lấy đôi tay vợ và nói lời xin lỗi với bà. Nhìn dáng vẻ hối lỗi của chồng, vợ ông cũng chẳng còn muốn trách ông nữa. Tình cảm vợ chồng lại hòa hợp như xưa. Cuộc sống hôn nhân của hai người cũng vấp phải nhiều sóng gió, nhưng cứ mỗi khi cơm không lành canh không ngọt, họ sẽ không bao giờ cãi đến cùng. Để thỏa mãn cái tôi của mình, họ luôn biết điểm dừng để tiếp tục duy trì cuộc hôn nhân. Trên thực tế chỉ có chữ nhẫn mới là thứ giúp duy trì được một mối quan hệ tốt đẹp. Phần cuối của chương trình hôm nay, mời quý vị cùng đến với câu chuyện Những chỉ vàng của mẹ. Tiếng lợn kêu en ét xuyên qua màn đêm, xuyên qua bước vách, len lỏi về những giấc mơ của hai chị em tôi. Cu Thảo choàng tỉnh giật mình, xoay người từ cuối giường quay lại ôm ghì lấy tôi. Một tay tôi luồn xuống dưới gáy Thảo cho nó gối đầu, tay kia tôi xoa lưng nó. Giấc ngủ trở lại, nhưng không hiểu sao những giấc mơ bình yên biến mất, thay vào đó là những cơn ác mộng. Tôi nhìn thấy những con lợn bị chọc dao nhọn vào giữa cuống họng, máu túa ra bắn lên chiếc áo đồng phục trắng tinh của tôi. Tôi giặt mãi không sạch. Tôi đi tìm lọ thuốc tẩy nhưng không thấy. Ai đã lấy cái lọ thuốc tẩy nhỉ Thảo ơi? Tìm cho chị lọ thuốc tẩy Thảo ơi. Cô Thảo xì sụp mắt nhắm mắt mở. Em đây mà chị lại mơ rồi. Đúng là tôi mơ. Tôi nhìn thấy một đàn lợn con rút vào bẹ sữa của lợn mẹ. Người đàn ông làm nghề lái lợn râu ria xồm xoàm, xắn tay áo đến tận nách, bắt từng chú lợn con quăng sang một bên. Lợn mẹ bị trói lại, cô Thảo cũng bị trói lại. Tôi hét lên, giãy giụa để thoát khỏi bàn tay cứng như gọng kìm của một người đàn ông lái lợn. Trống ngực tôi đập thình thịch, tỉnh giấc mồ hôi đầm đìa. Ở bên ngoài trời mới tờ mờ sáng, tiếng mẹ lanh lảnh: chỗ thịt này mang đi bán buôn ở chợ huyện, chỗ này bán lẻ ở chợ làng.
Tiếng bố ồm ồm nhồi lòng đi nhanh lên. Ngày nào cũng thế, bố mẹ tôi bắt đầu làm việc từ 2-3 giờ sáng. Khi các nhà vẫn say giấc thì bố mẹ tôi đã dậy, chọn vài con làm thịt. Tiếng kêu vang động cả xóm. Mọi người phàn nàn vì mất giấc ngủ, nhưng lâu dần họ cũng đành sống chung với lũ. Một tháng mổ lợn bán còn hơn cấy ruộng cả năm. Mẹ cộng trừ nhân chia tính nhẩm rất nhanh. Tiền bán ruộng được bao nhiêu mẹ đem mua vàng, chỉ giữ lại một chút làm vốn buôn lợn. Lúc đầu mẹ nhìn thấy lợn bị chọc tiết đã hoa cả mắt, tưởng có thể xỉu đi. Bàn tay mẹ trói lợn lóng nga lóng ngóng. Thế mà chỉ vài tháng sau mẹ làm thuần thục, phải dậy từ nửa đêm. Mẹ cứ ngáp ngắn ngáp dài, nhưng chỉ cần có tiền là mẹ lại tỉnh như sáo. Có tiền thì những khoản đóng học cho chị em tôi, điện nước chợ búa, ổ bàn quần áo mẹ không phải đắn đo. Có tiền rủng rỉnh mẹ mua vàng cất vào tủ. Thế là chấm dứt những ngày túng thiếu. Mỗi chiều mẹ ngủ bù đến gần tối, nhưng quầng thâm dưới hai mắt mẹ không hề mất đi. Tôi và cô Thảo làm gì cũng phải nhẹ nhàng, chỉ sợ gây tiếng động làm cho mẹ tỉnh giấc. Mẹ sẽ gắt gỏng, mẹ sẽ mắng mỏ, nhà cửa lại ầm ĩ cả lên. Mẹ khó tính từ ngày ấy, mẹ đáo để cũng từ ngày ấy. Bà ngoại nhận ra mẹ thay đổi nhiều quá, nên thủng thẳng nói: "Vừa vừa thôi con ơi, đàn bà ghê gớm thì ai người ta dám lấy con gái mình. U thương con Thuần." Mẹ dài giọng cự nữ. U buồn cười nhỉ, cái thời buổi này chỉ có đứa nào đần mới hiền thôi, còn ghê gớm chứ có buôn gian, bán lận hay ăn quỵt của ai bao giờ đâu. Ngoại thở dài, đưa cái cối giả trầu cho tôi nghiền hộ một miếng. Ngoại nghiện cái thứ này giống như mẹ tôi nghiện vàng vậy. Trên người mẹ đeo đầy vàng, trong ngăn tủ của mẹ cũng đựng toàn vàng. Những buổi chiều rong ruổi đi mua lợn khắp nơi, thi thoảng bố lại về muộn. Nhiều hôm bố không ăn tối ở nhà. Tiền hàng cứ dơi dần. Linh cảm của người vợ mách bảo mẹ rằng bố có người đàn bà khác. Mẹ lẳng lặng đi theo bố. Mẹ tìm hiểu về người đàn bà kia, một người phụ nữ quá chồng. Mẹ đã có bằng chứng trong tay chỉ chờ cho bố thú nhận, nhưng bố lại chối bay chối biến. Tôi đi làm đi ăn mà cô cứ ghen bóng ghen gió là sao? Mẹ bĩu môi, đồ hèn dám làm mà không dám nhận. Nhà như địa ngục, lúc nào cũng ngột ngạt bức bối. Bố càng đi vắng nhiều hơn, nhưng đến giờ mổ lợn thì bố lại có mặt ở nhà. Những con lợn tiếp tục được quá kiếp sau tiếng NS. Hai người làm như hai cái máy, chẳng ai nói với ai câu nào. Cu Thảo ôm ghì lấy tôi thì thào: "Em sợ tiếng lợn kêu, em sợ lắm chị Thuần ơi." Tôi dỗ về trấn an: "Ngủ đi, nó chỉ là con lợn thôi. Quá kiếp này cho nó thành kiếp khác." Hai chị em tôi lại ôm nhau ngủ tiếp, nhưng giấc ngủ không còn êm đềm nữa. Tôi lại mơ, tôi theo mẹ đến tận nhà của người đàn bà quá kia để đánh ghen. Tôi giúp mẹ túm tóc mụ ta, tiếng mẹ the thé đồ lăng loàn đồ cướp chồng. "Cho mày chết này." Mẹ nghiến răng kèn kẹt, những móng tay sắc nhọn của mẹ cào cấu cơ thể trắng nõn của mụ ta, máu túa ra đỏ như tiết. Mụ ta hét lên, tiếng hét lẫn với tiếng lợn kêu en ét. Choàng tỉnh, tôi thấy bố ngồi bên bàn ăn với cốc rượu trắng và tô tiết canh màu đỏ. Bố uống một cốc, hai cốc rồi ba cốc mà vẫn còn thèm thuồng. Hơi rượu tỏa ra từ người bố nồng nặc, khiến cô Thảo không dám đến gần. Chai rượu hết sạch, bố gầm gừ hất hàm sai tôi: "Con gái rượu của bố đi mua cho bố chai nữa." Tôi răm rắp làm theo. Tôi sợ sợ cơn thịnh nộ của bố, nồi niêu chén dĩa sẽ bay dèo dèo ra sân. Cái nào không dở tan tành thì cũng méo mó. Nhà tôi như là một bãi chiến trường, tôi lại phải dọn, mẹ sẽ chì chiết. Tôi sợ tính chì chiết của mẹ. Người đàn bà quá đã bỏ bố đi lấy chồng, mẹ chưa kịp mừng thì phát hiện những người đàn bà khác vẫn ngày ngày đào mỏ, cố moi hầu bao của bố. Mẹ coi thường bố ra mặt,
mẹ quản lý chặt tài chính của gia đình. Ừ, thử xem, đàn ông không có một xu dính túi thì có con đàn bà nào dám lăn xả vào nữa không? Quả nhiên chiến thuật của mẹ có tác dụng. Con ma men ngày càng hành hạ bố. Cơ thể người đàn ông gần tứ tuần khỏe mạnh cường tráng, giờ trông ọp ẹp thảm hại. Bố không còn sức để bật ngửa con lợn ra mà chọc tiết giữa đêm khuya nữa. Mình mẹ, mẹ cũng không làm nổi mà chả tội gì mẹ phải làm đồ tể. Mẹ ăn diện, mẹ phấn son, mẹ tung tẩy giấy áo. Nhìn bố như cái xác không hồn, chỉ toàn da bọc xương. Mẹ chán ngắt, mẹ quyết định đi lao động ở Đài Loan. Tôi biết mẹ hận bố nên mẹ mới bỏ mặc bố trong lúc bố ốm đau như thế này. Bố không dám ngăn cản mẹ, bà ngoại cũng không gàn được mẹ. Mẹ bán tất cả dàn một phần để lo việc đi Đài Loan, còn phần lớn mẹ giấu bố mua một mảnh đất nhỏ, nói là để dự phòng sau này bố mẹ không ở được với nhau thì mẹ còn có chốn đi về. Trước khi lên máy bay, mẹ dặn tôi: con lớn rồi phải biết lo việc học việc nhà thay mẹ. Mẹ đi cũng là vì tương lai của các con. Sang đấy ổn định, mẹ sẽ gửi tiền về cho hai chị em ăn học. Tôi nuốt nước mắt vào trong để mẹ yên lòng khi đi xa. Tiền với mẹ cũng không phải là thiếu, nhưng chưa bao giờ là đủ. Bố và mẹ trước kia yêu nhau, bị cấm cản vì không môn đăng hộ đối. Vì ông bà ngoại tôi chỉ bằng tuổi anh trai của bố, họ đã dọa dắt nhau bỏ đi khỏi nhà hoặc cùng nhau tự tử để được ở bên nhau mãi mãi. Thế mà sau 15 năm mỗi người một nơi, có lần mẹ tâm sự với bạn, tôi vô tình nghe được: tình yêu chết rồi chả lẽ lại ly dị. Mẹ đi tôi 16 tuổi, tôi kiêng mọi việc trong gia đình. Tôi đưa bố đi viện khám, bác sĩ bảo muốn sống thì cai rượu. Bố gật gật như một đứa trẻ biết nghe lời. Tôi dặn dò cô Thảo: bệnh thể xác của bố không nghiêm trọng bằng bệnh tinh thần đâu. Em đừng xa lánh bố nghe chưa. Nó không nói gì nhưng thường xuyên ở bên bố, kể chuyện trường lớp cứ ríu ra ríu rít. Nó kê ghế tựa ra giữa cửa nhà, bảo bố ngồi đó để nó nhổ tóc trắng cho. Tuyệt nhiên nó không bao giờ nhắc đến mẹ trước mặt bố, nhưng thi thoảng nó lại hỏi tôi bao giờ thì mẹ về. Nó mới 10 tuổi, nó vẫn cần mẹ lắm. Sau thời gian điều trị, nhìn bố đã có da có thịt, bố đòi nuôi lợn để có thêm thu nhập, để khỏi nhàn cư di bất thiện. Còn tiền mẹ gửi về bố không động vào. Mẹ dặn tôi qua điện thoại: tiêu một phần thôi, còn lại thì mua vàng cất đi. Bao giờ hai đứa lấy chồng lấy vợ, mẹ cho. Tôi ấm ức trách mẹ: mẹ lúc nào cũng nghĩ đến vàng có ăn được đâu. Con ranh chị em mày có bị đói rã họng bữa nào đâu mà chả khinh vàng. À, dạo này bố con khỏe rồi, bố nuôi 10 con lợn cho ăn thẳng nên cũng nhàn, chỉ mất công rửa chuồng tắm cho lợn thôi. Tu chí vậy là tốt chứ ăn không ngồi rồi lại lắm tật. Thế bao giờ mẹ về Tết? Mẹ buông một tiếng cục lũng rồi tắt máy. Nhưng hết cái Tết này đến cái Tết khác mà mẹ vẫn chưa về. Bao nhiêu sự kiện trọng đại diễn ra với hai chị em tôi, mẹ đều không tham dự. Tôi đỗ đại học, ngày nhập trường, chỉ thui thủi một mình với lĩnh kỉnh ba lô. Túi sách chỉ có cu Thảo tiễn ra bến xe dặn dò: chị giữ gìn sức khỏe, nhớ về chơi với em nhé. Tôi gật đầu vội quay đi, giấu những giọt nước mắt lăn dài trên má. Ngày nhận bằng tốt nghiệp đại học, mình tôi trơ trọi giữa đám đông. Bố bận chăm đàn lợn đang bị ốm, cu Thảo đòi lên thành phố nhưng tôi không cho đi. Ngày tôi đi lấy chồng mẹ không về. Mẹ cho tôi bao nhiêu là của hồi môn, toàn vàng là vàng. Tôi đeo nặng trĩu cả cổ, cả tay, cả tai, chỉ muốn tháo ra luôn cho nhẹ người. Bố tiễn con gái về nhà chồng ngay làng bên mà cứ sụt xà sụt sịt. Tôi sinh đứa con đầu lòng cũng không có mẹ ở bên. Mẹ chồng thì mắt mờ chân yếu, thành ra hai vợ chồng phải tự xoay sở. Biết tin mẹ bảo tặng cháu một chỉ vàng, hình như trong đầu mẹ chỉ có vàng thôi thì phải.
Dạo này bà ngoại tôi ốm nặng nằm liệt một chỗ. Đưa bà đi viện thì bác sĩ kết luận bệnh già. Các cậu đành đưa ngoại về nhà chăm sóc. Ngoại bị lẫn, không còn tự chủ được trong chuyện vệ sinh. Nhiều khi bị con cháu đóng bỉm, ngoại lại tự tay dứt ra dứt đi. Nước tiểu lênh láng ra cả giường khai mù. Cậu cả bèn khoét một cái lỗ giữa giường, dưới gầm giường, đặt một cái chậu to tướng để ngoại tiện vệ sinh. Chỉ vì Út và tôi là chịu khó tắm rửa, giặt giũ cho ngoại, có hôm mở cả cho ngoại ăn rồi, ngoại vẫn lầm dầm chửi bảo là đồ ăn tham, chưa cho tao ăn. Bác sĩ bảo ngoại phải cai ăn trầu, mợ cả không cho ngoại ăn, ngoại chửi cả lên. Mợ hai ở xa, thi thoảng đảo qua hỏi thăm ngoại vài câu là biến mất. Vì lần nào vào bên ngoại, mợ hai cũng phải đeo khẩu trang nên ngoại tức ngoại đuổi. Nếu không đeo khẩu trang thì mợ hai nôn mửa ầm ầm. Mợ cả tì nạnh ra mặt đúng là xa thơm. Còn ở gần thì bao nhiêu cái thối hưởng hết, mà vẫn bị chửi. Cậu cả tổ chức họp gia đình, vì ngoại bất động nửa năm rồi, ai cũng bị lý do này lý do nọ, khi phải phân công chia đều. Mẹ tôi là con gái lớn của ngoại, sau nữa là hai cậu và dì Út, bốn người, mỗi người một tuần thay phiên nhau túc trực bên ngoại, phải lo từ A đến Z. Mọi người vui vẻ thống nhất như thế. Mợ hai không làm được nên mợ thuê người. Tôi điện thoại nói chuyện, mẹ bảo cứ thuê người chăm, bà cần gì cứ mua, mẹ sẽ gửi tiền về, có tiền là có tất cả. Tôi thở dài, mẹ tôi không hiểu hay là cố tình không hiểu. Bà ngoại cần mẹ, bà chỉ muốn gặp mẹ. Bố tôi bảo không phải thuê ai cả. Đến phiên mẹ tôi và cu Thảo thay nhau trong ban ngày, bố trong ban đêm. Tôi bón từng thìa nước cháo cho ngoại. Ngoại lẫn lắm rồi, ngoại cứ tưởng tôi chính là mẹ. Ngoại nắm tay tôi gọi tên mẹ tôi rồi khóc. Ban đêm bố tôi kê giường gấp ngủ bên cạnh ngoại, lắng nghe từng hơi thở phập phồng, để biết rằng ngoại vẫn còn đó. Ngoại yếu đi từng ngày như cái cây bị dắt kiệt sự sống. Ngoại cấm khẩu không nhận ra ai nữa. Tôi gọi điện cho mẹ hốt hoảng, mẹ về nhanh lên. Ừ, mẹ về ngay. Giọng mẹ nghẹn lại, nhưng mẹ đã không về kịp. Bây giờ mẹ phủ phục bên quan tài vật giả. Mẹ khóc như chưa bao giờ được khóc. Tôi một bên, Thảo một bên, hai chị em xốc nách mẹ đứng dậy đáp lễ. Sau ngần ấy năm đi xa, mẹ trở về với hai bàn tay chai sần thô ráp và những nếp nhăn nhiều hơn trên gương mặt. Những chỉ vàng của mẹ vẫn nằm yên trong ngăn tủ, nhưng ngoại thì không còn nữa. Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.